Hai em mến chào tất cả các cô chú, các anh chị. Cô chú anh chị ơi, hiện tại là em chọn một số cây theo yêu cầu của nhiều khách mua cái combo mà 5 cây á, có 5 loại cây khác nhau. Thì hôm nay em chọn lại một cái combo mới. Đầu tiên đó là một cây linh sam siêu bông ha, tông chi nhánh tàn cũng đều nè cô chú anh chị. Linh sam siêu bông nè cô chú anh chị. Tiếp theo là một cây tím thang. Tím thang mà dạng hơi lùng lùng em hết rồi. Em còn tím thang, cây này cao hơn mét cỡ mét tư nè cô chú anh chị. Mình về mình ghép lũa ha. Bông tím thang nè. Cây rin không có bị lai nha cô chú anh chị. Em cây như thế nào thì em nói nó vậy để cô chú anh chị mình biết, mình mua về mình chơi. Thì một cây tím thang, một cây linh sam trắng hai màu. Đây. Nè, cây là có bộ đế nơm ha. Chiều cao cũng khoảng tầm 60 cm. Tiếp theo là một cây hồng ngọc mai. Cây này có một cái khuyết điểm là cái nhánh, sao nó có nhánh gì chứ, mình có thể về mình cắt mình bỏ cái này, mình chơi một thân thôi mà cũng to lắm cô chú anh chị. Đây nè, một cây hồng ngọc mai với một cây hồng phấn mà rễ nơm nè cô chú anh chị nha. Rễ nơm làm cây mini bonsai để bàn chơi, mình mua về mình cắt lùm tròn lại, nếu như mình không biết uống nhánh chi tàn cắt lùm tròn lại. Rồi combo 5 cây, 190.000 bao ship. 5 cây nha cô chú anh chị, trong đó có tím thang trắng hai màu, linh sam siêu bông, hồng ngọc mai và hồng phấn. Combo 5 cây 190.000 vừa em bao ship. Cô chú anh chị mua cây liên hệ với vườn của em qua số điện thoại 0907083283. Em xin trân trọng kính chào.